Vào 10 ngày trước, mắt trái của người đàn ông này đột ngột giảm thị lực, không thể đọc báo, kèm theo nhức đầu, đau sau hốc mắt. Tưởng có vấn đề ở mắt, người đàn ông đi khám ở bệnh viện mắt và được chuyển bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, người bệnh từng có 3 lần phẫu thuật mũi xoang do căn bệnh viêm xoang tại một bệnh viện tư. Như mà đưa hai ngón tay lên gần là không thấy. Thì biết nó là xoang nhưng mà nó không có biết nó là nặng như thế. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có u nhầy chứa dịch mũ, nhiễm trùng chèn ép đỉnh hốc mắt trái gây giảm thị lực trầm trọng. Bản chất nó là một cái túi và nó có chứa dịch nhầy ở bên trong, và khi nó tăng cái kích thước cũng như tăng áp lực đó, thì nó sẽ làm chèn ép tới những cái khu vực chung quanh. Ví dụ như nó áp lên cái thần kinh thị thì nó sẽ chèn dây thần kinh thị và làm cho bệnh nhân không thấy đường, bệnh nhân mờ mắt, có thể dẫn tới mù. Cái sự chèn ép đó kéo dài á, thì cái thần kinh thị nó sẽ bị thiếu máu nuôi và sau đó nó sẽ hoại tử, nó hư các cái tế bào của thần kinh thị. Kiểu đó bệnh nhân là mù mắt vĩnh viễn, không thấy đường, không phục hồi được. Do khối u nhầy nằm sát vùng não nên các bác sĩ phải khéo léo phẫu thuật thăm dò dưới định vị 3 chiều, dùng khoang mài dẫn lưu ổ mủ, lấy vỏ bao u nhầy ra và bơm rửa mủ, tránh làm tổn thương vùng não. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được dùng kháng sinh mạnh, kháng nấm liều cao. Một ngày sau khi mổ thì lực mắt của bệnh nhân trái cải thiện hoàn toàn, hết nhức đầu.